nở rồi kìa. Lại có một cái trứng sắp nở rồi kìa. Vậy là chúng ta sắp có thêm một người anh em nữa. Yeah. Hả? Trời đất ơi, thứ quái quỷ gì đây? Chào mấy anh, chào mấy chị. Sao? Sao mà nó xấu dữ vậy? Không lẽ mẹ của chúng ta đem lộn trứng của ông hàng xóm về đây ấp hay sao? Không phải đâu, không phải đâu. Em thật sự là con của mẹ mà. Là em của mọi người đây. À, mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Hả? Cầm mồm ngay. Có lẽ cái thứ xấu xa này không phải là con của mẹ Godzilla chúng ta đâu. Mau giết nó đi, để nó khỏi tranh giành thức ăn của chúng ta. Cái gì chứ? Mấy người không được làm bậy. Mẹ về sẽ trừng phạt mấy người đó. Chết xa tên ra, chết xa tên ra. Thiên lên đi đỡ đi, xe xa cái thứ gớm ghiếc này đi. Rồi giải thích với mẹ của chúng ta sao? Đáng ghê, đáng ghê. Lũ độc ác này, ta là em ruột của các ngươi mà. Dài thứ xấu xa chết tiệt đây. Mày dám giết chết mấy đứa em của tao? Tao liều mạng với mày. Mẹ Godzilla về sẽ xé xác mày. Không hay rồi, mình giết chết mấy đứa anh của mình rồi. Các con ơi, mẹ về rồi đây. Có đứa nào nở thêm chưa mày? Đó là mẹ của mình hay sao? Bà ấy về được mà thấy cảnh này, chắc chắn bà ấy sẽ xé xác mình. Chạy thôi. Chào các bạn, hôm nay tôi là một sinh vật con của Godzilla khổng lồ. Tôi vừa mới nở lúc nãy mà thôi. Từ khi nở ra thì những người anh khốn kiếp của tôi, bọn chúng đòi muốn giết tôi bởi vì thấy tôi xấu xí. Tôi phản công lại, thật không ngờ tôi đã đánh cho bọn chúng tan xác. Lúc này thì mẹ tôi cũng quay trở về hang ổ. Tôi sợ bà ấy phát hiện mình đã giết chết anh trai của mình nên tôi nhanh chóng bỏ trốn. Chạy được một hồi thì tôi đã cảm thấy thật an toàn. Lúc này trước mặt của tôi xuất hiện rất nhiều cái xác của những con khủng long nhỏ. Tôi nãy giờ mới nở ra, bụng đói cồn cào nên cũng không thể nhịn được, lao tới ăn thịt lũ khủng long nhỏ này. Ngon quá, ngon quá. Chưa bao giờ tôi thưởng thức cái thứ thịt ngon như vậy. Trời đất ơi, những cái phao câu của bọn chúng thật là thơm. Đằng kia, đó đằng kia, cái thứ chết tiệt đó đi giết chết đồng loại của chúng ta. Mau, chạy tới báo thù đi. Không, không, đừng hiểu lầm. Tôi không có giết họ, tôi thấy họ chết sẵn. Tôi đói quá nên chỉ ăn xác của họ mà thôi. Dừng lại đi. Cái con khủng long này, cái người đang làm tao đào đó. Tao không muốn đạt xác các ngươi đâu. Đừng nghe nó nói. Nó là thứ gian manh, sự thật đành đành thế kia mà nó còn chơi. Mày hắt diêm, rồi ăn thịt đàn ông, đàn bà, bê đê lẹo cái khủng long bọn tao. Bây giờ mày phải trả giá đắt. Không, không, tao không làm như thế. Tại sao các ngươi lại đổi thừa ơn ta? Chết đi, lũ khốn. Tôi căm phẫn, tức giận khi một lần nữa bị dồn ép vào con đường cùng. Khiến tôi phải tàn sát, giết hết lũ khủng long nhỏ này. Khốn kiếp, khốn kiếp. Tại sao cuộc đời này thật không công bằng với tôi? Không cho tôi im ấm mà còn cho tôi sóng gió, rồi dồn ép tôi tới mức đường cùng. Bây giờ người của tôi máu cho điên còn nhiều hơn là máu Godzilla nữa. Thế là dần dần thời gian trôi qua, tôi càng trở nên dữ tợn và vô cùng bặm trợn. Tôi không còn hiền lành như xưa nữa. Đồng thời người của tôi lúc này cũng trưởng thành theo. Tuy nhiên hình hài của tôi lại trở nên kỳ quái và rất độc ác. Tôi lại tiếp tục ngao du khắp mọi nơi, bắt những sinh vật nhỏ bé và nuốt vào bụng, không cần lý do và không cần phải tha thứ cho bọn chúng. Cho đến một ngày, tôi đã gặp được một sinh vật rất đặc biệt, đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và cuộc đời của tôi. Mát quá, mấy con ơi, ấm lẹ lên, rồi mẹ sẽ dẫn các con đi kiếm thứ gì đó để ăn. Lại có thêm con mồi nữa rồi. Là một con quái vật kỳ lạ, dẫn thêm hai con nhỏ của nó. Như con quái vật mẹ kia, sao nhìn xinh đẹp và sexy dữ vậy? Cái thứ kia, con định làm gì? Có phải muốn ăn thịt mẹ con ta không? Hả? Không, ta không ăn thịt, ta chỉ đứng nhìn thôi. Chết tiệt,
Thì ra là một tên khốn kiếp ghê sợ biến thái nhìn lén ta đánh mà. Mặc dù chồng ta chết rồi nhưng mà mẹ con ta không dễ đụng vô đâu nha. Cẩn thận đó, ta lấy mẹ ngươi bây giờ. Cái gì? Chồng có chết rồi à? Cô là mẹ đơn thân hay sao? Hay quá, hay quá. Vậy, vậy, vậy để tôi bảo vệ mẹ con cho cô. Ngươi đừng có mơ. Đi thôi nào cái con. Trời tôi ơi, trời tôi ơi. Thế là lần đầu tiên tôi có cái cảm giác biết thích, biết thương một sinh vật cái khác. Và tôi đã chạy theo mẹ con của họ. Tôi bảo vệ họ khỏi mọi sinh vật muốn tấn công họ. Ha, là lũ kiến khổng lồ. Các con hãy cẩn thận. Chết tiệt, lũ kiến, mau tránh xa cô ấy và con của cô ấy ra. Ta sẽ giết hết các ngươi. Ngươi thật là dai như đĩa vậy. Cứ đi theo mẹ con ta, ta không cần ngươi giúp đỡ đâu. Mặc dù cái sinh vật cái này đuổi tôi, chửi tôi, nhưng tôi vẫn theo sát để bảo vệ. Tôi giết sạch lũ kiến và đem thịt của bọn chúng cho những bé con của cô ấy ăn. Dần dần sự chân thành của tôi cũng đã khiến cho cô ấy cảm động, cho tôi một cơ hội. Và dần dần tôi tiến gần, khiến cho tôi và cô ấy phát sinh tình cảm. Chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau. Và tôi có một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời và đẹp đẽ, làm cho tính cách hung tàn của tôi đã giảm đi rất nhiều. Nhưng chuyện vui kéo dài không được bao lâu, cho tới một hôm. Anh ơi, chúng ta đi cả ngày rồi, hay là nghỉ ngơi một chút đi anh. Cố thêm một chút nữa đi, ra khỏi khu vực nguy hiểm này thì sẽ an toàn cho mấy đứa nhỏ hơn. Hả? Cái gì thế kia? Miệng mình hôm nay thối thật. Vừa nhắc cái đã có thứ không tốt lành xuất hiện phía trước rồi. Từ từ, từ từ anh đi. Cẩn thận đó, hay là chúng ta đi đường vòng đi. Không được, chúng ta cực khổ lắm mới đi mấy ngày tới đây. Bây giờ không thể nào vòng lại được đâu. Em và con hãy đứng chờ đó. Anh sẽ tới đó mà giết chết đó. Trong một lần di cư từ phía Bắc lạnh lẽo về phía Nam ấm áp, lúc này trước mặt của tôi xuất hiện một con rồng bóng tối năm đầu dữ tợn. Tôi đã liều mình lao vào và cấu xé với nó. Cũng may với sức mạnh phi thường mà tôi kế thừa từ mẹ Godzilla cũng khiến tôi dễ dàng tiêu diệt và ăn thịt được nó. Tuy nhiên thì đã có điều gì đó bất ổn. Người của tôi, cái thứ khói đen trong người của tôi sao tỏ ra càng ngày càng nhiều thế này? Anh ơi, anh ơi, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Khó chịu quá, khó chịu quá. Ta muốn giết, ta muốn giết. Không, không. Vợ của ta, con của cô ấy. Ta làm cái quái quỷ như thế này? Không, không. Một thảm kịch kinh hoàng lần nữa xảy ra với tôi. Sau khi tôi ăn thịt và hấp thụ con rồng bóng tối đó, thì nguồn năng lượng của nó đã kích hoạt khả năng độc ác, tàn nhẫn. Và cái khói đen trong người của tôi cháy thêm hơn gần. Đó là ngọn lửa chết chóc mà tôi đã mang từ nhỏ. Và nó đã biến đổi cơ thể tôi trông dữ tợn to lớn hơn. Tôi đã mất đi lý trí. Và trong một phút lơ là, tôi đã giết chết chính vợ và con của cô ấy. Khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi trở nên căm phẫn cuộc đời. Tôi trở nên căm phẫn với tất cả. Tôi như điên, tôi lao vào khu rừng và giết bất cứ sinh vật nào tôi nhìn thấy. Chết tiệt, chết tiệt. Có thứ gì đó tàn sát chúng ta kìa. Mau chạy đi, mau chạy đi. Nó có một ngọn lửa có bóng tối. Lúc này tôi không còn biết mình là ai nữa. Tôi chỉ muốn tàn sát và giết chóc. Từng nghe thấy tiếng la thảm thiết của những sinh vật khác khiến tôi càng kích thích. Thật sự thì cái cơn độc ác còn quái vật trong cơ thể của tôi bấy lâu nay, cuối cùng nó đã được giải phóng. Giờ thì nhìn tôi không khác gì là một con Godzilla là mấy, nhưng trông dữ tợn và đầy hắc ám. Ngọn lửa của mẹ tôi có lẽ là ngọn lửa xanh phóng xạ, nhưng trên cơ thể tôi thì khác. Một ngọn lửa đen ngùn ngụt, đi tới đâu tất cả sinh vật đều bị bóp nát và tắt thở tới đó. Sự chết chóc lan tỏa khắp cả khu rừng, khiến cho mọi sinh vật khác nhìn thấy tôi khiếp hồn và bỏ chạy. Tuy nhiên thì ngược lại,
đã có một con quái vật to lớn khổng lồ vì muốn ngăn chặn tôi đã nhanh chóng tìm đến tôi. Này, thứ chết tiệt kia, thì ra ngươi ở đây. Ngươi đã quậy phá đủ rồi, mau dừng lại đi. Khu rừng này không chịu nổi sức mạnh của ngươi đâu. Nếu cứ tiếp tục, ngươi đừng có trách ta ra tay độc ác lấy mạng của ngươi. Hả? Kẻ nào không sợ chết còn dám giác mặt tới đây lớn giọng với ta? Hả? Là ba. Đúng là ba rồi. Chính là ba. Ba đã tạo tôi ra cuộc đời này để khiến tôi phải chịu mọi đau khổ. Chính ba là nguyên nhân khiến tôi trở nên như thế này. Ngươi nói cái gì? Ta tạo ra ngươi à? Hả? Ngươi cũng là một con Godzilla hay sao? Đúng vậy. Và ta chính là con của ba. Nhưng tại sao ba lại để thêm những tên anh trai đáng ghét? Bọn chúng thấy ta xấu xí, muốn giết chết ta. Hiện ta phải ra tay với bọn chúng, rồi sau đó ta phải bỏ nhà ra đi. Bây giờ cuộc đời ta đau khổ như thế này, Tất cả là do ba. Thì ra ngươi là kẻ giết chết cái con của ta, và cũng là con dục của ta. Chết tiệt, mau dừng lại đi. Không, ta phải chút cơn giận của ta lên người của ba. Ngươi cứ đổ lỗi cho người khác, trong khi đó bản thân của ngươi có bao giờ sống tốt chưa? Ngươi có bao giờ hiền lành giúp đỡ sinh vật khác chưa? Ngươi toàn là đổ lỗi cho người khác. Ngươi thật sự có cảm thấy hạnh phúc hay không? Cầm mồm. Tất cả là do các ngươi. Tất cả là do thế giới này phụ bạc ta. Chết đi. Dừng lại đi. Ngươi có biết bấy lâu nay ta vẫn luôn tìm kiếm ngươi không? Ta vẫn coi ngươi là con của ta, vẫn luôn mong ngươi trở về để yêu thương và tha lỗi cho ngươi. Không. Cái gì? Bà ấy vẫn coi ta là con. Không. Bà ấy sẵn sàng tha thứ cho ta. Không thể nào. Ta đừng làm cái quái quỷ gì vậy.